Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện ca nghi ngờ bệnh đậu mùa khỉ tại cửa khẩu và cơ sở y tế sau khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp về đậu mùa khỉ. Sáng ngày 19 tháng 8, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur, bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh truyền nhiễm về việc tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế cho biết trong năm 2024, đặc biệt trong 2 tháng gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận sự gia tăng cao bất thường một số trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ Mbok tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận khoảng 15.600 trường hợp mắc, trong đó có trên 537 trường hợp tử vong. Ngoài ra, các nước lân cận cũng ghi nhận các trường hợp mắc đậu mùa khỉ có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh đậu mùa khỉ đang xảy ra tại Congo. Trước diễn biến của dịch đậu mùa khỉ lần này, WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ ngày 14 tháng 8. Để chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ trong nước và xâm nhập kiểm soát dịch kịp thời, không để bùng phát diện rộng, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch, đặc biệt tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu tăng cường thông tin truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh động mùa khỉ, tổ chức kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa phương.